Hormone đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết các hoạt động sống của cơ thể, từ phát triển chức năng sinh lý đến điều khiển cảm xúc và hình thành tính cách. Khi bước vào giai đoạn lão hóa, mức độ và chức năng của các hormone này bắt đầu suy giảm, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của cuộc sống, từ sức khỏe đến tinh thần. Và mình có rất là nhiều cái triệu chứng lo âu, tăng cân và bị rụng tóc và da khô. Mặc dù là mình là một người có chế độ ăn healthy và tập thể thao, nhưng mà mình vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao mình bị tăng cân. Ở độ tuổi 46, chị Ngọc Vũ là một nữ doanh nhân năng động và bận rộn. Chị đang đảm nhiệm vị trí giám đốc truyền thông của một tập đoàn lớn. Nhưng ít có ai biết được vài tháng trước đây, giai đoạn tiền mãn kinh đã khiến cuộc sống của chị hoàn toàn đảo lộn. Sức khỏe về thể trạng tinh thần của mình thay đổi rất là nhiều. Cái năng lượng làm việc không được tốt như là thời điểm mình còn trước tuổi 40. Đặc biệt là đợt này mình hay bị bốc họa lên đầu và mình rất là lo lắng. Một cái mà mình thấy một cái sức khỏe đã đi xuống đó là lúc mình tự nhiên mình thèm ăn rất là nhiều và mình ăn không mất kiểm soát. Và sau khi mình kiểm tra thì mình bị lên cân. Chính vì vậy thì mình mới thấy nó không bình thường. Chị Ngọc quyết định tìm gặp chuyên gia để hiểu hơn về các triệu chứng của mình. Đó là khi chị gặp bác sĩ Kiều Nga, người đã giới thiệu cho chị về liệu pháp cân bằng hormone sinh học BioHRT. Tuyến giáp là cơ quan nội tiết giúp sản xuất ra hormone giáp điều hòa quá trình chuyển hóa của cơ thể. Hoạt động này suy giảm theo thời gian ở cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, sự giảm sút này sẽ khác nhau giữa từng người và từng độ tuổi nhất định. Ở nam giới, mức testosterone sẽ giảm dần sau độ tuổi 30-40. Điều này dẫn tới sự giảm mức năng lượng, giảm trí nhớ, giảm khối cơ, rụng tóc cũng như là giảm ham muốn tình dục. Ở phụ nữ, mức estrogen và cholesterol giảm mạnh hơn, đặc biệt trong giai đoạn sau mãn kinh. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như rối loạn cảm xúc, tăng cân, tích mỡ, da chảy xệ, đặc biệt tăng nguy cơ các bệnh lý như loãng xương, bệnh tim mạch. Và bác có cho mình một số xét nghiệm về định lượng hormone và kết quả rất là ngạc nhiên, là mình không nghĩ là mình bắt đầu bước chân vào cái độ tuổi tiền mãn kinh, thật sự là kinh khủng. Bác có tư vấn mình là sẽ dùng cái phương pháp là điều trị hormone sinh học. Liệu pháp BioHRT cân bằng hormone sinh học là phương pháp giúp cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh, mãn dục do sự suy giảm hormone gây ra. Phương pháp này sử dụng các hormone sinh học có tác dụng tương tự như là hormone cơ thể sản xuất ra, do đó giảm thiểu tối đa các tác dụng phụ không mong muốn. Và sau thời gian 3 tháng điều trị thì hiện tại giờ mình thấy sức khỏe của mình rất là khỏe và mình làm việc thì vui hơn. Và các bạn thấy da mặt mình cũng rất đẹp hơn và tươi sáng hơn. Và đặc biệt trong công việc thì bây giờ mình có thể làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và mình không hề thấy mệt. Và ngoài ra thì mình còn đi học thêm nữa, buổi tối mình có thể đến các trung tâm mình học thêm hoặc là mình nghiên cứu thêm sách vở. Mình thấy rằng là bây giờ mình quay trở lại với cái độ tuổi là 30 chứ không phải là 40-45 nữa rồi. Lão hóa là một phần tự nhiên của cuộc sống, nhưng khi chúng ta hiểu rõ và quản lý những thay đổi mà nó mang lại, có thể giúp chúng ta duy trì sự khỏe mạnh và sức sống tươi trẻ. Với liệu pháp BioHRT giúp cân bằng hormone, bạn sẽ tìm thấy giải pháp cho các vấn đề của mình. Và cùng với việc tập luyện thể chất chuyên sâu, tuổi tác sẽ chỉ là những con số và sức sống là không giới hạn. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi và chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.